Xin hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã đến với Việt Thanh Music Center. Như các bạn thấy thì trước mặt tôi đây đang là một cây đàn còn nguyên thùng. Tiết lộ với quý vị, đây là một model sản phẩm mới hoàn toàn của Roland được giới thiệu ở thị trường Việt Nam. Kính thưa các bạn, đây là một sản phẩm chất lượng đến từ một nhà sản xuất uy tín dành cho thị trường của Việt Nam và được sản xuất tại Malaysia. Model mới ra mắt này có tên là FP10. Nếu các bạn đã có từng trải nghiệm qua những series khác của dòng FP thì các bạn sẽ thấy kiểu dáng của đàn FP của Roland rất là nhỏ gọn và rất là tiện lợi, cùng cái khối lượng rất là nhẹ nhàng, các bạn có thể dễ dàng để di chuyển. Và trên cơ sở đó thì model FP10 được Roland cho ra mắt tại Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui thử cây đàn FP10. Thank you.
guess I'll be the first to say it. I haven't felt this good in a while. Yeah, tell me I'm the only one that they would all like. But you're the only one that kept me alive. Oh,
Đầu tiên thì chúng ta thấy ở bên góc trái của đàn nó sẽ có bốn cái nút. Bốn nút này là một nút là để mở tắt mở đàn. Hai nút tiếp theo là để tăng giảm âm lượng. Nút function là để điều khiển những tính năng khác trong đàn piano. Thì chúng ta sẽ khởi động đàn. Chúng ta nhấn nút nguồn và chờ đèn sáng lên. Rồi hai nút volume là để tăng giảm âm lượng. Chúng ta sẽ nhấn thì nó sẽ tăng giảm từ từ. Rồi. Function thì để điều khiển các tính năng khác. Chẳng hạn như chúng ta muốn thay đổi tiếng, khởi động lên thì mặc định nó là tiếng piano. Thì chúng ta có bốn loại tiếng piano. Thì chúng ta có thể sử dụng tiếng piano đầu tiên. Để thay đổi tiếng thì chúng ta sẽ nhấn function cộng với một phím đàn nào đó. Chẳng hạn chúng ta sẽ chữ nhấn phím đàn số 2. Chúng ta sẽ có cái tiếng đàn piano điện, âm thanh nó sẽ khác. Hoặc là chúng ta có thể thay đổi qua tiếng string. Chúng ta sẽ nhấn function kèm theo tiếng string. Đây là tiếng string. Thấy cái sự thay đổi. Để kết nối với Bluetooth thì chúng ta sẽ khởi động cái Bluetooth của đàn đây. Thì chúng ta sẽ nhấn nút function, nhấn và giữ nút function. Trong lúc đang giữ nút function thì chúng ta sẽ bấm phím đàn nút đô thăng ở quãng thứ 7. Chúng ta sẽ nhấn đồng thời. Sau khi nhấn thì nó sẽ khởi động cái Bluetooth. Đây là phím đàn chúng ta sẽ nhấn kèm với nút function. Nhớ là quãng 8 thứ 7. Một cái đàn piano có 8 quãng 8 thì cái nút nó nằm ở phím đô thăng thứ 7. Rồi sau đó chúng ta sẽ khởi động. Chúng ta sẽ khởi động phần mềm ở trên cái máy tính bảng này. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra Bluetooth. Chúng ta sẽ kiểm tra trong Bluetooth. Cái đàn đã nhìn thấy FB10 nó hiện thị trên đây. Rồi, sau khi chúng ta đã kiểm tra cái Bluetooth và chúng ta đã thấy hiển thị lên cái đàn FB10 thì việc tiếp theo chúng ta sẽ mở cái app. Chúng ta không kết nối trực tiếp ngay tại lúc đó mà chúng ta sẽ mở cái app Piano Roland Partner 2. Đây là cái phần mềm Roland dành cho các cái dòng đàn piano điện của họ. Chúng ta khởi động cái app này. Và trên cái app này, giao diện đầu tiên của app chúng ta sẽ có cái giao diện này. Và chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt bên phía góc bên phải. Phía góc bên phải chúng ta sẽ nhấn vào đây. Và chúng ta sẽ chọn cái phần kết nối Bluetooth MIDI device. Bluetooth MIDI device. Thì nó sẽ hiện ra cái danh sách các cái đàn như thế. Nó sẽ sáng lên cái đàn FB10. Chưa kết nối thì chúng ta sẽ bấm vào đây để ghép đôi hai cái thiết bị lại với nhau. Rồi, như vậy thì chúng ta đã kết nối xong. Sau khi kết nối xong với cây đàn thì chúng ta sẽ thấy cái app nó sẽ hiện các chức năng sáng lên. Thì các chức năng này bao gồm có thứ nhất là song. Song tức là bài hát mẫu chứa trong đàn. Rồi, Discord Live. Đây là cái phần kỹ thuật số. Với những bài hát trong cái phần bài mẫu trong đàn rồi thì mỗi bài nó sẽ đều có sheet nhạc kèm theo ở trong cái phần này. Nếu chúng ta muốn xem sheet nhạc thì chúng ta sẽ vô đây. Riff tức là cái phần điệu. Đây là cái phần mà hỗ trợ thêm. Điệu này chúng ta sẽ mở từ app phát qua đàn, chứ bản thân cái đàn thì nó sẽ không có phần điệu. Flash card tức là những trò chơi. Remote controller là chúng ta sẽ điều khiển các chức năng của đàn bằng cái thiết bị iPad này. Recorder tức là chúng ta sẽ ghi âm. Thì chúng ta sẽ tham khảo đầu tiên phần song. Ở đây nó sẽ có những cái danh sách bài hát. Chúng ta muốn nghe bài nào thì chúng ta cứ việc nhấn vô bài đó. 17 bài hát. Và các bạn có thể chẳng hạn tôi chọn một bài. Và chúng ta phát nhạc. Đó, nó sẽ chơi bài hát này. Rồi. Trong khi chúng ta đang nghe bài hát này, chúng ta muốn nhìn thấy bản nhạc của nó thì chúng ta nhấn qua cái phần Digi. Đây chính là bản nhạc mà chúng ta đang mở trên đây. Nó sẽ có bản nhạc điều này sẽ hỗ trợ giúp chúng ta có bài nhạc sẵn để tập luyện. Tạm thời dừng lại. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần flashcard. Flashcard ở đây là một cái trò chơi. Chúng ta sẽ nghe nốt nhạc, được nghe nốt nhạc và chúng ta sẽ đón nốt nhạc đó là nốt nhạc gì khi đi dùng cái phím đàn. Chúng ta nhấn vào nốt nhạc. Và nó sẽ có nhiều cấp độ để chúng ta lựa chọn. Cấp độ người mới bắt đầu, cấp độ người trung bình hoặc là những chuyên gia. Thì với cấp độ người mới bắt đầu chúng ta sẽ nghe ít nốt, thời gian nhiều hơn để đón. Đó là nốt đô.
Rồi, bây giờ nốt tiếp theo đó là nốt mẫu đầu tiên đó cho mình nghe. Khi chúng ta đánh đúng thì nó sẽ hiện ra, còn đánh không đúng thì nó không hiện ra. Các bạn thấy tôi đánh đúng nhé, nó sẽ có phần chấm điểm. Với những cấp độ cao hơn thì nó có thể cho chúng ta nghe nhiều nốt nhạc hơn và thời gian nghe nó sẽ ngắn lại để chúng ta luyện phản xạ nó thật là nhanh. Một cái phần rất là quan trọng nữa chúng ta có thể sẽ sử dụng nhiều phần này, đó là chức năng điều khiển đàn của cái trên phần mềm. Thì thông qua chức năng remote controller thì cái máy tính bảng của mình nó sẽ trở thành một cái remote để điều khiển đàn. Ở trong đây chúng ta điều khiển 3 phần. Thứ nhất là phần metronome, tức là cái phần đếm nhịp. Đếm nhịp ở đây chúng ta sẽ đếm nhịp được từ rất là nhiều loại nhịp và tốc độ, chúng ta phải âm lượng đếm nè. Volume nó sẽ giúp cho âm lượng đếm lớn hay nhỏ. Đây là tốc độ đếm, từ nhanh cho đến chậm. Chúng ta sẽ phát nó bằng cái biểu tượng này. Đó, nó sẽ gõ nhịp với tốc độ 96 nhịp trong 1 phút. Chúng ta có thể thay đổi 70 nhịp trong 1 phút, 150 nhịp trong 1 phút. Và mỗi một lần cộng trừ 10, chúng ta có thể cộng trừ 10 hoặc là cộng trừ 1. Và âm lượng đếm nằm ở đây. Đây là âm lượng đếm. Đó. Phần thứ hai chúng ta có thể điều khiển, đó chính là cái bàn phím, sử dụng bàn phím và các cái âm thanh ở trên đó. Thì chế độ đầu tiên là chế độ single, tức là toàn dãy bàn phím của chúng ta 88 phím chỉ gồm một âm sắc. Chúng ta có thể chọn 7 tiếng đàn piano, 7 tiếng đàn piano điện và những cái âm lạ khác. Những âm lạ khác chúng ta có rất là nhiều, chẳng hạn như là string, nylon guitar, tiếng organ nhà thờ, accordion. Đó là chế độ single. Chế độ thứ hai là chế độ chia đôi bàn phím. Nó nằm ở chữ split. Chức năng dual, tức là chúng ta có thể sử dụng hai âm sắc cùng một lúc. Thì khi mà chúng ta nhấn màn hình chuyển qua chế độ dual thì cái lập tức cái chúng ta nó sẽ hiện lên là gồm có tông 1 và tông 2. Tông 1 tức là tiếng đàn thứ nhất. Chúng ta có thể là chọn tiếng 1 là đàn piano. Tiếng 2 là đàn tiếng string. Nó sẽ pha trộn hai tiếng này lại với nhau thì chúng ta sẽ đánh thử. Rồi chúng ta sẽ muốn ảnh hưởng trong tiếng 1, tiếng 2, tiếng nào lớn hơn hoặc là hai tiếng cân bằng với nhau thì chúng ta có thể kéo cái phần này. Càng kéo về bên phải thì nó tiếng 2 nó càng mạnh. Càng kéo về bên trái thì tiếng 1 càng mạnh. Các bạn có thể nghe rõ ràng. Khi mà để ở giữa thì hai tiếng nó sẽ cân bằng nhau. Vừa có piano vừa có string. Nó là chức năng dual. Twin piano tức là chức năng chúng ta sẽ chia cái đàn ra làm hai phần bằng nhau và coi như là hai cây piano để hai người chơi. Chức năng này thì sẽ thích hợp cho cái việc mà người học kèm dạy cho bé thì hai người sẽ cùng chơi giống nhau. Đó là cái phần sử dụng điều khiển thứ hai. Điều khiển thứ ba tức là setting là một số chức năng cơ bản về âm lượng. Thay vì mở volume lớn nhỏ trên đàn, chúng ta có thể mở trực tiếp trên app thì trên đàn nó cũng tự động nó nhỏ lại. Master tuning là chúng ta hiệu chỉnh cái nốt nó chính xác là bao nhiêu. Thông thường là nốt la nó nằm ở 440 Hz. Key stock tức là cái độ nhạy của bàn phím, thì chúng ta có thể là cảm nhận được lực đánh mạnh nhẹ khác nhau, càng nhạy thì nó càng dễ. Hoặc là cũng có thể chế độ fix, tức là tắt hoàn toàn cái chế độ cảm nhận lực, các bạn sẽ đánh mạnh đánh nhẹ nó cũng nghe như nhau. Dịch tông, transport, hoặc là điều khiển ambient và brilliant, tức là tiếng đàn nó chát hay là tiếng đàn nó giòn hay là tiếng đàn nó mềm, thì đây là những cái thông số để điều khiển. Rồi cái tính năng sử dụng cuối cùng là chúng ta sẽ qua cái phần ghi âm. Trong cái phần ghi âm thì khi chúng ta ghi âm được lại thì nó sẽ lưu trực tiếp ở trên cái thiết bị chúng ta luôn, và chúng ta có thể phát lại, phát đi phát lại rất là dễ dàng. Để bấm thu âm, chúng ta sẽ nhấn ở đây. Nó sẽ ra một cái bài, đây là cái bài vừa chúng ta vừa ghi âm. Chúng ta vừa ghi âm. Và có thể các bạn có thể là
đặt lại tên của cái bài đó mà mình vừa đánh. Hoặc là chúng ta có thể xóa nó đi. Đó, rất là dễ dàng, hoặc chúng ta phát lại trực tiếp luôn. Tôi chọn một bài nào đó nhưng mà tôi đã thu âm từ trước và chúng ta sẽ chọn lại. Chúng ta hỗ trợ chúng ta có thể ghi âm dễ dàng và lưu trữ dễ dàng nha các bạn. Rồi, đó là sơ lược cái phần sử dụng với cái tính năng kết nối với iPad hoặc là điện thoại smartphone. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã trải qua cái sự trải nghiệm cái đàn FP10 cùng với tính năng kết nối với Bluetooth qua những cái thiết bị iPad hoặc là điện thoại smartphone. Thì thông qua cái trải nghiệm vừa rồi, các bạn cũng hiểu phần nào về cái đàn FP10 của Roland mới được giới thiệu. Và để trải nghiệm cùng chúng tôi, xin quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ âm nhạc Việt Thanh, số 613 đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh 2 là 151 Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Và chi nhánh 3 ở Vinhome Central Park, Landmark 3, lầu 12A và căn OT04. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin quý vị cùng đón xem.